Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền sẽ trình lang bộ chữ cái tiếng Việt tháng 3 năm sau. Liên quan đến đề xuất cải tiến bản chữ cái của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định trong phiên họp Chính phủ thường kỳ rằng Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ. Hôm 2 tháng 12, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền trả lời người đưa tin: "Tôi hoàn toàn ủng hộ tuyên bố của Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo. Nghiên cứu này của tôi hoàn toàn mới, chỉ nằm ở bên lề một hội thảo khoa học. Tôi chưa trình Bộ Giáo dục Đào tạo, nên Bộ chưa có chủ trương là đúng." Mặc dù bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc, nhưng Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Sau khi hoàn thành, ông sẽ trình làng giới khoa học để nhận được góp ý từ các nhà chuyên môn và hoàn thiện công trình nghiên cứu suốt 40 năm qua. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền còn nói thêm, công trình của tôi vẫn còn một nửa nữa, phần nguyên âm tôi chưa đưa ra nên tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu và dự kiến sẽ trình làng giới khoa học vào tháng 3 năm sau. Trước những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, Phó giáo sư khẳng định ông không quan tâm nhiều đến những người không có thiện chí, bởi khi làm khoa học thì không tránh khỏi những phản ứng trái chiều. Ông nói, ngoài những người phản ứng gay gắt thì cũng có những người ủng hộ tôi, đó sẽ là một động lực để tôi tiếp tục nghiên cứu. Cải tiến tiếng Việt, ý tưởng của một nhà giáo dục rất tâm huyết với nghề. Hệ thống chữ quốc ngữ đã đi vào đời sống, gắn với tên, những thế hệ, thành viên trong gia đình. Vì vậy, nếu thay đổi thì động chạm đến tầng cao nhất của tình cảm, tâm linh. Tuy nhiên, ý tưởng của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền cũng là đề xuất của một nhà khoa học, một nhà giáo dục, rất tâm huyết đối với nghề. Những ngày qua Phó giáo sư tiến sĩ, tác giả công trình nghiên cứu, cải tiến chữ cái tiếng Việt đã vấp phải luồng phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Vậy, điều gì đã gây ra phản ứng gay gắt của mọi người, nhất là từ cộng đồng mạng, như vậy? Có phải ý tưởng cải tiến của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền là dễ dẫn, vô nghĩa, thậm chí điên rồ như cộng đồng mạng phản ứng hay không? Xung quanh vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Mai Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Thưa ông, vừa qua, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền có đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị cư dân mạng phản ứng và ném đá. Theo ông, vì sao đề xuất này lại bị cư dân mạng phản ứng dữ dội như vậy? Sở dĩ cộng đồng mạng phản ứng là vì một đề xuất này hoàn toàn bất ngờ, nó ngược với những gì đang có ở hệ thống chữ quốc ngữ hiện nay. Đề xuất đó dường như động chạm đến sự yên ổn trong ngôn ngữ của cộng đồng. Tôi nghĩ trong số cư dân mạng, đa số là giới trẻ, họ nhiệt tình quá nên phản ứng mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu. Vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã lên tiếng về đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ. Theo đó, Bộ chưa có áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia. Nhưng, đứng ở góc độ của một nhà ngôn ngữ học, ông thấy tính khả thi trong đề xuất của Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền như thế nào? Riêng cá nhân tôi và hầu hết các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học đều thấy đề xuất trên rất ít khả thi, bởi lẽ hệ thống chữ quốc ngữ của chúng ta đang được dùng bình thường và trôi chảy. Tất cả người Việt Nam đang sử dụng đều không có vấn đề gì cả. Nếu bây giờ cải tiến, thì đó là một sự thay đổi người dân cũng không ngờ và có lẽ là ít người muốn. Hơn nữa, hệ thống chữ quốc ngữ, kể từ khi phát minh ra, đã được sử dụng trên dưới 300 năm, nên nó đã quá quen thuộc với người Việt. Bây giờ nếu đề xuất cải tiến một chữ nào đó, dù rất nhỏ, thì nó cũng sẽ gây nên một hệ lụy rất lớn cho toàn xã hội. Chúng ta hình dung 90 triệu người Việt Nam cùng phải học lại, chưa nói là sẽ tạo nên hai thế hệ, một thế hệ cũ là đọc được văn bản cũ, một thế hệ mới là đọc được văn bản mới mà không đọc được văn bản cũ. Như vậy, một người công dân hoàn hảo là phải đọc được hai hệ văn bản, thành ra rất phức tạp và có lẽ sẽ gây xáo trộn xã hội rất lớn. Hơn nữa, hệ thống chữ quốc ngữ đã đi vào lịch sử, văn hóa, đời sống và tâm linh của cả dân tộc. Đối với từng cá nhân, từng gia đình, nó gắn với những kỷ niệm, gắn với tên những người thân. Vì vậy, nếu thay đổi thì động chạm đến tầng cao nhất của tình cảm, tâm linh. Rất nhiều ý kiến cho rằng, cải tiến chữ quốc ngữ hiện nay đã là quá muộn, chỉ như xây lâu đài trên cát. Quan điểm của ông về việc này thế nào, thưa ông? Cải tiến chữ quốc ngữ không bao giờ là quá muộn, chỉ có thể đánh giá là nó diễn ra đúng thời điểm hay không.
khi nào phát hiện ra sai lầm, khuyết điểm và sửa chữa thì khi đó vẫn không muộn. Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ dội dàng thì không có đủ cơ sở về khoa học. Vì vậy, muốn cải tiến, muốn đề xuất hay làm một cuộc cách mạng nào đó thì phải đầy đủ mọi điều kiện về mặt lý luận, về mặt thực tiễn cũng như ý kiến của dư luận. Tuy nhiên, một số ý kiến ủng hộ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền lại cho nói rằng đề xuất này phù hợp cho người nước ngoài học tiếng Việt. Ông đánh giá thế nào về vấn đề này? Tôi thấy cũng không hề ảnh hưởng tới sự tiếp thu của người nước ngoài khi học tiếng Việt bởi hệ thống chữ Quốc ngữ hiện giờ được xây dựng bằng những con chữ Latin, rất phù hợp và thân thuộc với người phương Tây. Vì vậy, không có chuyện người nước ngoài không nhận ra những ký hiệu như thế. Chỉ một số ký hiệu riêng của tiếng Việt có dấu phụ như là chữ ơ. Ư thì nó khó hơn một chút. Và những ký hiệu để ghi dấu thanh có khác với ngôn ngữ châu Âu. Theo kinh nghiệm dạy cho người nước ngoài, tôi thấy họ sợ nhất khi học tiếng Việt là cách phát âm, chứ không phải những con chữ. Vậy, ông có lời khuyên nào đối với cộng đồng trước một đề xuất mới, đặc biệt là đề xuất nghiên cứu của các nhà khoa học, thưa ông? Nhà khoa học là một nghề nghiệp chân chính. Và người ta đề xuất một ý tưởng khoa học, một sáng kiến mới, một phát minh mới cho xã hội rất là đáng quý. Đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền cũng không nằm ngoài phạm trù đó. Đây là đề xuất của một nhà khoa học, một nhà giáo dục rất tâm huyết đối với nghề của mình và có trách nhiệm đối với xã hội. Thế nhưng, đề xuất đấy khả thi đến đâu và nó có gây ra xáo trộn gì đối với xã hội hay không, và đặc biệt là tính kinh tế như thế nào là điều mọi người quan tâm. Theo tôi, trước bất kỳ đề xuất nào của nhà khoa học nói chung và của bất kỳ ai trong cộng đồng, đều rất đáng trân trọng. Chúng ta phải đón nhận nó một cách bình tĩnh và có sự cân nhắc, suy xét trước khi phán xét về nó, và đặc biệt là những lời bình luận, nhận xét nên có chừng mực. Thiên sĩ Đoàn Hương, họ xuyên tạc các phát ngôn làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cho rằng nhiều trang mạng cá nhân đã xuyên tạc ý kiến của bà về công trình nghiên cứu đề xuất cải tiến bản chữ cái tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền. Trước đó, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cho rằng công trình cải tiến bản chữ cái tiếng Việt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngôn ngữ tiếng Việt, và đây là một công trình khoa học phải có ý kiến của các nhà khoa học, chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá. Ngay sau ý kiến này của tiến sĩ khoa học Đoàn Hương đã có nhiều luồng dư luận trái chiều, thậm chí là ném đá cho rằng bà đã có phát ngôn không đúng, thiếu tôn trọng mọi người khi sử dụng từ đám quần chúng. Trao đổi với phóng viên vào sáng nay, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương cho biết có biết về những ý kiến trên mạng xã hội xuyên tạc ném đá ý kiến của bà. Theo bà Hương, vào sáng ngày 28 tháng 11, bà có tham gia chương trình Cà phê sáng của VTV3 cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền để bàn luận xoay quanh đề xuất cải tiến bản chữ cái tiếng Việt của ông. Trong chương trình, khi MC nữ hỏi ở cương vị là một người đọc và là một nhà nghiên cứu, khi nhìn công trình nghiên cứu này, cô Đoàn Hương thấy như thế nào? Cô thấy còn điểm gì mà chúng ta cần phải phản bác lại nữa hay không? Tiến sĩ khoa học Đoàn Hương trả lời, những phản ứng vừa rồi thể hiện sự chưa văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng về công trình của thầy Bùi Hiền. Khi các bạn chưa hiểu ý tưởng mới, công trình này rất khó, không phải ai cũng đọc được chữ nhà chuyên môn. Vậy thì, trước hết chúng ta phải trân trọng ý tưởng mới đó trước khi phê bình hoặc ném đá nó, nhưng đằng này cứ xông vào ném đá đã, đây gọi là ném đá hội đồng trên mạng mà chúng ta cần phải chấn chỉnh vì nó thuộc về văn hóa. Nếu bất cứ một ý tưởng sáng tạo nào cũng bị ném đá thì xã hội không thể phát triển được. Quan trọng ở đây là gì? Là ủng hộ cái mới. Còn xin lỗi, ngày xưa Galileo Galilei cũng bị gọi là điên rồ khi nói trái đất quay, vì lúc ấy cả thế giới nghĩ rằng trái đất đứng yên, người ta còn định đem Galilei lên giàn hỏa thiêu. Một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học. Đây là một công trình khoa học, cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học, chứ không phải là đám quần chúng không hiểu gì, cứ ào ào vào ném đá.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ khoa học Đoàn Hương, sau đó nhiều trang mạng xã hội, cá nhân đã cố tình xuyên tạc ý kiến của bà, thậm chí giật tích tên bà với câu không thể để một đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá tiếng Việt, đó là đám chưa văn hóa. Họ xuyên tạc các phát ngôn làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi, cũng như gây ra phản ứng không hay trong dư luận xã hội. Tôi không hề có bất cứ phát ngôn nào như vậy cả, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương nêu rõ. Bà cũng từ chối bình luận thêm về việc này và cho hay tôi không muốn nói gì thêm nữa cả.